Chào mừng bạn đến với loạt bài hướng dẫn giải bài tập C căn bản. Trong nội dung này chúng ta sẽ làm cái bài 2.2, đó là nhập vào số tự nhiên n, sau đó tính tổng f bằng 1 cộng vân vân cộng đến n. Thì cái bài này rất là đơn giản thôi. Ý tưởng của chúng ta đó là sẽ sử dụng một cái biến, gọi là biến tạm hay là một cái biến tổng ấy, sum, cùng kiểu với kiểu số nguyên. Ok, thì kiểu số nguyên này chúng ta sẽ kiểu dùng dùng kiểu để lưu trữ là kiểu int, sau đó thì dùng một cái biến int sum, dùng một cái vòng for cho y chạy từ 1 đến n, và mỗi lần y tăng một đơn vị thì chúng ta sẽ cộng cái giá trị y vào cái biến sum, và cuối cùng là in cái kết quả của biến sum ra thì chúng ta sẽ được cái kết quả như chúng ta mong muốn. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện cái ý tưởng đó. Đầu tiên thì chúng ta phải có cái giá trị n, và để nhập giá trị n sau đó thì chúng ta có một cái biến sum, và thường khi mà tính tổng thì các bạn sẽ khởi tạo cái giá trị cho nó là bằng 0. Chúng ta nhập cái giá trị n vào thì chúng ta scan f, chúng ta nhập giá trị số tự nhiên cho nên nó là phần trăm d, là số nguyên đấy, khóa và n hết sức lưu ý là phải có. Sau đó thì chúng ta sử dụng vòng for cho cái giá trị y bắt đầu từ 1 và y nhỏ hơn bằng giá trị của n của chúng ta. Sau đó y là sao? Tăng lên từng đơn vị một. Trong cái chỗ này thì chúng ta sẽ sum cộng bằng, thì đường này tương đương với sum bằng sum cộng với y. Ok. Sau đó thì cái này là tính tiến hành cộng dồn này, cộng tổng đấy. Cuối cùng chúng ta chỉ việc in ra cái kết quả cho chúng ta thôi. Print f. Đó là sum đi, sum bằng cái này chính là phần trăm giá trị d, và chỗ này là sum. Ok, và chỗ này thì return 0. À, 2.2 không có lỗi nha, chạy thôi. Ở đây thì mình không có thông báo cho nên là các bạn chạy cái thì nhập luôn giá trị cho cái màn hình cần sâu thì nó hiện lên. Giả sử mình nhập giá trị cho tổng của các số từ 1 đến 10 thì giá trị của chúng ta nhận được sẽ là 55, và các bạn có thể tự tay mình tính. Ok, và bây giờ mình nhập lại một cái giá trị khác đi. Giả sử như mà mình sẽ nhập vào một cái giá trị là 200. Đây, chúng ta được như này. Và khi lưu ý các bạn là nếu như các bạn mà nhập cái giá trị của cái biến kiểu int này nó quá 2 mũ 16 thì các bạn sẽ phải dùng một cái biến kiểu long để lưu giá trị tổng, nếu không thì rất có thể là nó sẽ bị lỗi. Ok, và những cái biến kiểu sum này thì thường là nó sẽ cùng kiểu với cái kiểu của cái giá trị số nguyên chúng ta nhập vào. Cho nên là cái này chỉ minh họa đối với các giá trị số nhỏ, còn đối với giá trị số lớn thì các bạn sử dụng long hoặc long long nha. Ok, đây là mình chỉ minh họa cái giá trị nó nhỏ cho nên là mình dùng int. Nếu như các bạn muốn nó lớn hơn thì sử dụng long long. Nó lưu trữ được nhiều hơn, ở đây cũng long long đi. Ok, và bây giờ thì chỗ này là phần trăm, này là phần trăm LD. Chỗ này in ra cũng phải là phần trăm LD. Và chỗ này mình chạy một cái, giả sử mình nhập vào cái giá trị nó lớn vào. Đây. Thì nó phải mất một khoảng thời gian để nó tính tổng và nó in ra kết quả cho chúng ta. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới thực hiện xong cái bài 2.2. Ở đây chính là nhập một số tự nhiên n, sau đó tính tổng f bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng vân vân cộng với n. Bài của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào.